nàng công chúa em như hoa trên bầu trời. Mệt quá. Này, cái con tấm kia, làm thì ít mà chơi thì nhiều. Cách nhà gì này, nope. Chẳng thành cái gì cả, cứ lại đi. Vâng ạ. Mẹ mệt không mẹ? Ừ, mẹ mệt lắm con. Mẹ ơi, con nghe nói là tối nay trên nghìn chín có tổ chức học kỳ đấy. Cho con đi với, cho con đồ đi. Mày xấu như thế này đi làm cái gì? Còn mấy con gà con vịt còn chưa ai vặn đi kìa. Ừ, đi rồi đấy, ở nhà mà làm đi nhá. Đi mẹ. Oh no. Là nhiều vịt thế này làm sao mà đi đi chín bây giờ. Đang có ta đây. Con gì vậy? Đó là kỹ thuật của Biển Đông này. Rồi sao? Ta sẽ giúp ngươi giải quyết đống này trong một nốt nhạc. Mà là ô biết. Đây là bí kíp của ta. Ta sẽ bonus cho ngươi một cái nồi nhúng gà. Rồi ngươi là ta xem. Máy vặt lông gà của Biển Đông ấy mẹ. Mô máy SL của Biển Đông VD65 năng suất là 3 đến 4 con gà và có thể vặt được. Mày đi mua ngay cho mẹ 5 cái máy rồi về tao cho họ hàng nhá. Ok mẹ.